có xe mới về để cho anh em tham khảo đây. Đây là một chiếc Chevrolet Cruze 2010, cuối năm 2010 thì đã lên máy mới. Nó khác biệt hoàn toàn với chiếc máy cũ của dòng Nasetti SE anh chị nhá. Đây, một cục máy nó khá là chất lượng đây chị ạ. Khá là chất lượng luôn. Máy zin order 17 vạn. Thì chiếc Chevrolet Cruze này đã sản xuất năm 2010. Tên tư nhân, biển 29A, biển Hà Nội, với cái tông màu vàng cát rất là hiếm và đẹp luôn. Một chiếc xe mà nó rất là thực dụng, bởi vì là chiếc này nó khá là lành, cực kỳ là lành anh chị nhá. Về sẵn đi thôi. Sedan Chevrolet là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Xe thì trang bị ABS này. Những cái đơn giản như là ABS, túi khí an toàn, cảm biến khoảng cách sau, camera lùi, la răng đúc, phanh đĩa anh chị nhá. Đây, màn hình. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn, đã được cải lên những cái màu, nó rất trông nó rất là thể thao luôn anh chị ạ. Và màn hình. Đấy, màn hình đa phương tiện nhá, mở cửa cánh nào báo cánh đấy luôn. Xe trang bị hai túi khí an toàn. Thì bây giờ sẽ đi vào cái cục máy, cái trái tim của con xe này trước. Đây là một chiếc xe máy zin, không có tai nạn đâm va hay ngập nước gì cả. Mọi chức năng trên xe hoạt động rất là mượt mà luôn. Đấy. Thì xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang Ô Tô Chất. Và nếu mà đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em, thì có thể hãy cho em xin một nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Đồng thời là cái mẫu xe này bên em có nhận đổi cô các tất cả các loại xe mà anh chị đang sử dụng, có giá từ 100, loanh quanh từ 100 đến 400 triệu đồng ấy nhá, chứ tiền tỷ em không dám đâu. Đấy. À, anh chị nào mà đang cảm thấy nhàn chán những mẫu xe mình đang đi, muốn trải nghiệm những cái mẫu xe mới thì alo cho bên em hoặc nhắn tin qua Zalo, số điện thoại là 0358286286. Đó, nhắn những hình ảnh xe anh chị nào đang muốn đổi cho em nhá. Em sẽ tính giá hợp lý nhất và hai bên đổi cùng có lợi anh chị nhá. Thì chiếc xe Chevrolet Cruze này là một chiếc xe zin nguyên bản, máy mới, động cơ 1.6 số sàn. 1.6 số sàn anh chị nhá. Xe trang bị những cái thứ chức năng rất là phổ thông, rất là cần có trên một chiếc xe. Đấy. Form dáng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Sơn zin còn rất là nhiều. Và thân vỏ của nó nhìn còn rất là sắc nét. Anh chị nhìn này, những cái góc mép, góc cạnh, gân chỉ, gân nổi, nó còn rất là liền lạc luôn. Còn rất là liền lạc anh chị nhá. La răng đúc 5 chấu nguyên bản theo xe. Đấy. La răng đây chị nhá. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Cùng phanh được sơn màu đỏ thôi, cùng phanh một sơn màu đỏ rất là thể thao. Đấy, nẹp chân kính mạ inox này. Nẹp chân kính mạ inox anh em nhé. Và đằng sau là có cả sấy kính sau này. Đấy, anh chị ạ. Đằng sau là có cả sấy kính sau. Xe trang bị một cái màn hình Android đa phương tiện rất là đẹp ở trong trong xe. Và thân vỏ của chiếc này thì keo chỉ của nó còn rất là zin luôn anh chị nhé. Đây, keo chỉ zin nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ là cái tem của xe, từng cánh cửa một đây nhé. Đấy, không hề mất phân keo chỉ nào. Đó. Xe thì chỉ đi lại hàng ngày đi làm thôi, không phải là sử dụng dịch vụ taxi. Và chiếc xe này sử dụng được 10 năm và order của em nó là 17 vạn km anh chị nhá. Đấy, hàng ghế của em nó cũng rất là đẹp, cái dòng Chevrolet Cruze này nó rất là rộng rãi luôn, cực kỳ là rộng. Đấy, đằng sau cái đập Realwick này. Và cái màn hình đa phương tiện này thì bây giờ nó không cần Realwick nữa, nó chỉ có cần USB hoặc là kết nối Bluetooth hoặc là nghe nhạc trên mạng luôn. Ví dụ là chúng ta nghe bắt sóng wifi hay là bắt một cái sim 4G vào đây là ok. Đấy, xe trang bị camera hành trình đầy đủ hết. Đấy, nội thất rất là đẹp anh chị nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Ghế này, ghế da của em nói này. Đó, từng con ốc của nó rất là đẹp. Và thứ hai bên trong xe các bác nhìn nhá. Đây này, ốc rất là zin luôn. Đấy, cái tông màu vàng cát của dòng Chevrolet Cruze này cũng không phải là phổ thông đâu nhá. Cái dòng cái màu này nó rất là hiếm luôn, cực kỳ là hiếm. Cốp mở điện này. Đấy. Và những cái thứ này, màn hình và đầu này, đấy, là nguyên bản của xe. Đấy, đã lắp được cái màn Android kia vào thì sẽ tháo cái này ra. Đấy, vẫn để đây cho các bác. Các bác nào mua về thì khi nào các bác thích thì các bác thể tháo ra lắp đầu cũ hoặc là cất đi chẳng hạn. Đấy, cái nào, cái gì là của xe thì em cứ để nguyên là của xe anh chị nhá. Đóng cửa rất là chắc chắn luôn.
Ơi, xe order 17 vạn không hề báo một lỗi nhỏ, không tua đồng hồ anh chị nhá. Đấy, đa phương tiện này các bác nhìn này. Đấy, chỉnh ở đây nhá. Đó. Nói chung là ok, đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy, nói chung là chỉnh hết rồi ở đây này. Đấy. Đấy. Nói chung là cái này nó kết hợp luôn ở trên này. Đó. Và đây có thể là sử dụng đa phương tiện trên này. Ôi giời, quá là nhiều luôn. Đây là một cái đầu gọi là đầu đa phương tiện anh chị nhá. Âm thanh nghe rất là hay. Thì âm thanh con này thì bây giờ em cũng không thể mở được, bởi vì là mở nó sẽ hay có bị dính bản quyền ở trên YouTube. Đấy. Nó được ra là người làm YouTube ít khi được mở nhạc. Nó sẽ bị bắt lỗi dính bản quyền, nên nó sẽ khóa kênh lại anh chị ạ. Vô lăng gật gù đấy chị nhá. Đó, order 17 vạn, xe rất là chắc chắn luôn. Và bây giờ em sẽ đi thử một vòng. Đi thử một vòng cho anh chị cùng tham khảo nhé. Với cửa tiền đang được bên em chào bán với mức giá là 228 triệu đồng. 228 triệu đồng mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2010. Máy mới. Một con máy khá là chất và em đang trải nghiệm nhé. Gầm bệ rất là chắc chắn, xe rất là khỏe luôn. Gầm chắc lịch luôn anh em ạ. Máy khỏe, công nhận có một con máy này chất. 228 triệu đồng. Phanh rất là ăn luôn. Phanh rất là ăn luôn ạ. Rất là chắc chắn, gầm bệ ok. Và với cửa tiền trên thì nó rất là dễ để sử dụng một chiếc xe nó khá là đẹp như thế này. Đấy, đời 2010 khá là ổn. Với cái tầm tiền rất là vừa với túi tiền được nhiều của nhiều người. Dễ thanh khoản, khi chúng ta không thích chúng ta bán lại anh chị nhá, rất là dễ thanh khoản. Đường trong khu đô thị này là hơi đông và nó là đường ô bàn cờ nên là rất là khó để đi nhanh. Nhưng mà thực tế là trải nghiệm cũng rất là ok với cái tầm tiền trên và với một con xe cục máy rất là chất, máy số rất là ngọt ngào. Đấy. Gầm bệ rất là chắc. Xe đã lên full option rồi, màn hình này. Đấy, camera hành trình của em đó này. Đó, cảm biến lùi, ABS, hai túi khí an toàn. Máy zin không tai nạn, không đâm va, keo chỉ zin nguyên bản. Anh chị nhá. Ok, anh chị nào quan tâm đến mức mẫu Chevrolet Cruze sản xuất năm 2010 này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Di Quang, ô tô chất. Và đồng thời nếu anh chị đây là lần đầu tiên anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì hãy cho em xin muốn đăng ký kênh vào nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Đồng thời bên em có đổi, trao đổi, mua bán những cái mẫu xe có giá từ 100 cho đến 400 triệu đồng. Anh chị nào đang muốn bán hoặc là muốn đổi xe thì cứ nhắn tin qua em cho em Quang. Đấy, theo số Zalo 0358 286 286 anh chị nhé. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.